Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sản phẩm ngày hôm nay em muốn tự gửi tới mọi người đó chính là lốc điều hòa của DU Lacinti CDX, hay còn có tên gọi khác thông dụng như chúng em hay gọi đó là lốc điều hòa Lacinti nhập khẩu. Hôm nay em muốn gửi tới mọi người đó là hai dòng sản phẩm của hai hãng và hai nước sản xuất khác nhau. Phía bên tay em đang chỉ tới mọi người đó chính là sản phẩm của Sten, công ty chuyên sản xuất về lốc điều hòa tại Trung Quốc. Còn một sản phẩm em đang gửi tới bên này mọi người đó chính là một sản phẩm của nhà máy Delphi có trụ sở tại Hàn Quốc. Mã của sản phẩm mọi người có thể check là 1325060. Đây là cái mã OEM theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta chỉ cần gõ một cái thì sẽ ra cái sản phẩm mà chúng ta đang muốn tìm. Đây là dòng lốc CSP15. Vậy chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem giữa hai nước sản xuất ra cùng một dòng sản phẩm này, nó ở ra hai dòng sản phẩm này nó có điểm khác biệt gì. Nhìn về tổng quan thì anh em cũng có thể thấy là về mặt hình thức, thứ nhất là nổi trội nhất đó là về tem. Với cái dòng sản phẩm của Hàn Quốc thì phía dưới của nó là tem mã vạch, phía trên là tem của GM cấp cho Delphi. Và đây là cái mã vạch của sản phẩm. Đối với cái bên hàng Sten thì người ta có cái tên của công ty, cái mã hàng để quản lý. Và Auger, tức là như em cũng nói đây là cái công suất của cái lốc này là 10S15, bản 6BK và nguồn điện dẫn ra là 12V. Đây là cái mô tả chi tiết của người ta về cái lốc này. Và ở hai bên cái lốc này người ta đều khuyến cáo là lên sử dụng dòng ga HFC, tức là R134A. Và bên này cũng thế. Và dung lượng dầu để đưa vào là 120mm. Tiếp đến là chúng ta sẽ cùng đi đến điểm khác biệt nữa của hai cái lốc này. Đó chính là đây là dòng lốc ba tay bắt, hai chân trên, một chân dưới. Hai chân trên, một chân dưới. Cái điểm khác biệt thứ nhất là anh em có thể nhìn thấy này, phía bên này thì nó gồ lên, của cái dòng lốc Hàn Quốc gồ lên, lộ rõ ra cái đường hàn, cái đầu hạ áp để bắt mặt bích lốc. Cái dòng lốc này đến bản thân em cũng đã bị nhầm, nhưng mà bây giờ thì hết nhầm rồi, bởi vì cũng bán mấy lần rồi. Nó cũng chung với cả Orlando nhưng mà nó chỉ khác về cái mặt bích anh em nhé. Bích đường hạ nó chuyển sang đường cao, tức là chỉ xoay về mặt bích thôi. Tiếp đến là dòng lốc của Trung Quốc thì nó có cái ốc xả dầu, thiết kế rất là thông minh. Cái ốc xả dầu ở phía trên của thân lốc, nhưng mà của bác này, của bác Hàn Quốc này thì em chưa nhìn thấy ở đâu cả. Chờ em một chút. Không có. Cái ốc xả bỏ dầu thì không có, mà chúng ta phải xả bỏ thẳng ở mặt bích. Nhưng cái này thì nó thông minh là nó thiết kế thêm một cái phụ kiện này nữa. Tiếp theo là về phía sau của đuôi lốc thì đây cũng là cái van để bảo vệ áp suất lốc. Đây là cái van cái nhỏ xíu này đấy. Cái này thì van bên này người ta cái nhỏ nhỏ này thì nó được anh em nhìn kỹ nhá, cái bên hàng Trung Quốc này thì nó là bằng nhôm này, nhưng mà cái bên Hàn Quốc này thì nó bằng đồng. Và đây nó kiểu bắt nó hơi độc một chút là nó bắt vào phía cuối này. Đây anh em nhìn thấy ạ. Đấy. Về mặt hình thức thì chúng ta cũng vừa nhìn thấy sơ qua. Tiếp đến là chúng ta nhìn về cái nước sơn. Bên Hàn Quốc này thì anh em có thể nhìn thấy nó thô hơn và màu nó sẫm hơn, nhưng bên này của dòng lốc Trung Quốc thì nó bóng hơn và nó mịn hơn.
Với các cái dòng sản phẩm của Hàn Quốc thì dù những cái chi tiết nhỏ nhất đây, như phía đuôi lốc này, buôn điện này, mặt hít này, phía đáy này, tất cả đều có mã, đều có mã hàng. Đây anh em mình thấy. Đấy, tất cả đều có mã hàng và trên thân lốc cũng thế. Nhưng với cái dòng sản phẩm của Trung Quốc thì nó trắng trơn. Nhưng mà em cũng nói rồi, đây là cái dòng lốc của một công ty này sản xuất rất là nổi tiếng. Mọi người có thể gõ ra là cũng có thể thấy cái chất lượng của lốc này cũng khá là ok. Đây, đây anh em có thể nhìn nhé. Đây, phía mặt hít của dòng này thì nó hơi khác một chút, là nó có đây cái con ốc bắt vào đây. Bên dòng này thì đây nó cũng mã số nhưng bắt 3 vít này, con dòng này là bắt thẳng mặt hít vào đây luôn. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người hai dòng sản phẩm của dòng lốc Deula City CDX. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Em xin chào.